Đây là dự án Eco Green Sài Gòn quận 7. Chủ đầu tư là Xuân Mai Corporation, tổng thầu BBC Xuân Mai, đơn vị thi công là An Phong. Thì họ sắp mở bán hai lốc căn hộ sát bên cái tòa khách sạn 42 tầng Pakhayat, thì giá dự kiến là từ 45 triệu cho tới 47 triệu một cái vuông đã VAT, trong đó đã bao gồm nội thất full nội thất cơ bản, full nội thất cao cấp 5 sao. Đây là mặt tiền của dự án. Đường Nguyễn Dương Linh đối diện là cái tòa nhà The Action Blackview. Thì một lốc căn hộ một tầng chỉ có 11 căn, và trong đó thì có 6 căn là 2 phòng ngủ và 5 căn 3 phòng ngủ. Trong tổng 11 căn thì có 10 căn là đã có view gốc rồi, là căn gốc. Cái dự án này là lớn nhất tại quận 7 cho tới thời điểm hiện tại. Cái khu đất này trước đó là cũng một dự án khác mà đã bị ngưng trệ gần cái chục năm nay, trường tiểu học. Chính là tuyệt vời các bạn. Mình đi thẳng qua đây là đường Huỳnh Tấn Phát nè. Thẳng qua phía dưới là đường Huỳnh Tấn Phát luôn. Đi qua hướng bên tay trái là tới cái nút giao mà đi về cầu Tân Thuận. Khu này mình xuống đây cũng nhiều lần rồi trước đó rồi. Cũng có phía đầu đường thì họ khởi công xây dựng rồi xong một thời gian cũng ngưng trệ lại, thì bây giờ bắt đầu là hầu như là tổng thi công dự án này luôn. Có thể coi đây là một đại công trường của cái khu quận 7 cho tới thời điểm hiện tại. Còn dự án thì có tới 14 hectare, nhưng mà mật độ xây dựng chỉ hơn 30% thôi. Trong đó có trung tâm hội nghị lớn nhất Sài Gòn mình. Đang mở bán HR1 và HR2.
có thiết kế hình cánh quạt. Khu vực này là quỹ đất vàng còn sót lại của quận 7 và cận trời với Phú Mỹ Hưng, và nó rất là gần với về tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng lên 42m, gấp 3 lần so với hiện tại, nên về trung tâm quận 1 hầu như chỉ là 5 phút thôi thời gian này. Cầu Thủ Thiêm 4 cũng chuẩn bị khởi công, nối từ đường Huỳnh Tấn Phát qua khu đô thị Sala, qua khu Thủ Thiêm.